Mình chào quý vị đã quay lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Huế Review đang đứng ngã ba giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt và đường Minh Mạng đấy quý vị. Và phía trước kia chính là cầu Lim 2. Thì hôm nay Huế Review sẽ dẫn quý vị đến một cái ngôi lăng mộ cũng rất là cổ, cách đây hơn 100 năm rồi quý vị. Và Huế Review sẽ giới thiệu về một cái ngôi lăng mộ của một cái bà hoàng, nhưng mà có cái số phận cũng rất là hẩm hiu, bởi vì bà mất rất là sớm. Tuy là mẹ của một cái vị vua rất là nổi tiếng, nhưng mà lại mất sớm và không có phước được hưởng những cái vinh hoa phú quý mà một cái bà hoàng cần phải có. Và ở đây là cái cầu Lim 2 đây quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ theo chân Huế Review để đi đến cái ngôi lăng mộ đó, và Huế Review sẽ tiết lộ cái ngôi lăng mộ đó khi mà chúng ta gần đến nơi nha quý vị. Và để đến được ngôi lăng mộ đó thì chúng ta sẽ đi thẳng đường Minh Mạng như thế này, đi qua cầu Lim 2. Và ở đây quý vị thấy thì sẽ có một cái lối đi thẳng, thì chúng ta sẽ đi lên lăng Khải Định. Còn chúng ta bây giờ sẽ quẹo phải để đến cái ngôi lăng mộ mà Huế Review muốn giới thiệu cho quý vị. Thì không biết quý vị khán giả kênh Huế Review có quen thuộc với con đường này hay không, và quý vị đã đoán ra được cái ngôi lăng mộ đó hay chưa. Tuy nhiên thì Huế Review nghĩ quý vị sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi vì Huế Review chắc chắn là quý vị sẽ đoán rằng đó là ngôi lăng mộ của Tư Dụ Thái Hậu, hay còn gọi là Tư Dụ Hoàng Thái Hậu. Tuy nhiên thì cái ngôi lăng mộ mà Huế Review hôm nay muốn giới thiệu cho quý vị không phải là lăng mộ ấy, mà chính là một cái ngôi lăng mộ vợ của vua Minh Mạng và là mẹ của vua Thiệu Trì thưa quý vị. Đó chính là lăng mộ của bà Hồ Thị Hoa, hay còn gọi là Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu ấy. Và cái ngôi lăng mộ đó thì cũng rất ít người biết đến, khi mà nó nằm héo hút ở phía trống xa của xã Thị Bằng, thị xã Hương Thủy thưa quý vị. Và quý vị thấy thì cái con đường này bây giờ cũng đã được rải nhựa và nhìn rất là đẹp. Đây là thuộc khu vực của xã Thị Bằng, thị xã Hương Thủy thưa quý vị. Và nếu như chúng ta đi lên một đoạn nữa thì sẽ đến cái khu vực lăng của vua Thiệu Trì và của bà Tư Dụ Hoàng Thái Hậu. Thì không biết quý vị đã từng đến lăng vua Thiệu Trì hay chưa, cũng như là đã từng đến lăng của bà Hoàng Thái Hậu Tư Dụ hay chưa. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm này lăng Thiệu Trì đang đóng cửa thưa quý vị. Lăng Thiệu Trì hiện tại đang đóng cửa, do đó là Huế Review cũng không có vào quay cho quý vị xem lăng Thiệu Trì được. Do đó là Huế Review sẽ quay một cái ngôi lăng mộ, mà cái ngôi lăng mộ ấy nó cũng thể hiện cái tình cảm sâu đậm giữa vua Minh Mạng với người phụ nữ nằm trong ngôi mộ, cũng như là thể hiện cái lòng hiếu đạo của vua Thiệu Trì đối với mẹ của mình. Đó chính là lăng Hiếu Đông, là lăng của bà Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu, tên Huế là Hồ Thị Hoa thưa quý vị. Và quý vị thấy thì khu vực này hiện tại là bà con cũng đang trong lúa, làm ruộng để trong lúa đây. Và phía trước mặt quý vị đó chính là cái khu vực lăng tẩm của vua Thiệu Trì. Và quý vị thấy có một cái hồ sen rất là rộng và rất là đẹp. Sen hiện tại đang nở rất là đẹp thưa quý vị. Thì vua Thiệu Trì là vị vua thứ ba của Triều Nguyễn sau vua Gia Long và vua Minh Mạng. Và ông cũng là một cái vị vua cũng được rất là nhiều người biết đến. Đây quý vị,
đây có cái bảng chỉ dẫn là lăng của vua Thiệu Trị. Tuy nhiên thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường này để đến lăng của bà Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu. Và cũng xin nhắc lại với quý vị, đấy chính là thôn Cư Chánh Hai, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở đây thì quý vị thấy đường xã thì cũng được bê tông hóa, và nó cũng giống như một cái làng quê giữa lòng thành phố, cũng rất nhiều các cái vườn cau với các rặng giao tàu. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào phía bên trong. Đấy, quý vị thấy thì khu vực này thì nhà cửa của bà con cũng sáng sạc nhau rất là nhiều, và cái không khí sinh hoạt của bà con cũng khá là vui vẻ. Và rõ ra thì quý vị thấy cái con đường đi vào lăng của Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu thì cũng khá là gần so với lăng của vua Thiệu Trị. Ở đây có một cái đường ngon. Thì để đến lăng của bà thì cũng giống như những cái lăng của các cái bà hoàng khác, thì ở đây vua Thiệu Trị cũng xây hai cái trụ biểu ở phía trước lăng trước khi mà bước vào lăng. Và hiện tại thì quý vị thấy là ở đây được trồng cây cối rất là nhiều, do đó là chúng ta khó có thể định hướng được là hai cái trụ biểu đó đang nằm ở đâu. Do đó là chúng ta sẽ cùng đi tìm xem được hai cái trụ biểu đó hiện tại đang ở đâu nha quý vị. Như phía xa kia thì Huế Review cũng phát hiện có hai cái trụ biểu rất là cao rồi. Nhưng mà đi con đường này thì có vẻ là khá nguy hiểm. Đây, Huế Review phát hiện thì hai cái trụ biểu đó nằm ở phía này thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi lưng mò xem thử hai cái trụ biểu đó và cái lăng nó nằm ở trong này này. Đấy, cái lăng thì nó nằm ở trong này rồi, nhưng mà chúng ta sẽ đi xem thử là hai cái trụ biểu đó nó có nằm ở đây thì cái đường nào để dẫn tới đó, dẫn tới hai cái trụ biểu. Và chúng ta sẽ xem thử hai cái trụ biểu đó nó có to lớn hay không, hay là chỉ là hai cái trụ biểu nhỏ mà thôi. Ở đây thì quý vị thấy cũng có một cái con đường mòn và đường cũng rất là xấu. Ở đây dường như Huế Review phát hiện thì cũng có người dân đi làm ruộng. Tuy nhiên thì để chúng ta chạy thử một vòng có thử. Đường xá nguy hiểm quá quý vị. Đây chúng ta có thể thấy rõ hai cái trụ biểu phía bên kia thôi quý vị này. Đứng đây là chúng ta thấy rõ rồi. Thì chắc có lẽ là Huế Review sẽ lùi bộ qua bên đó để xem như thế nào. Chứ còn bây giờ cái đường này thì đi xe rất là khó. Đây Huế Review thấy thì có người mới chạy từ cái hướng ngược lại thôi quý vị. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi hướng ngược lại xem như thế nào. Bởi vì cái cấu trúc của một cái khu lăng mộ lúc nào cũng có hai cái trụ biểu phía trước. Thì sau đó thì mới tới một cái yếu tố thủy tụ là một cái hồ bản nguyệt, sau đó là sẽ đến một cái lăng. Nó cái cấu trúc của cái ngôi lăng mộ này nó cũng khá là giống so với cái ngôi lăng mộ của Hoàng Thái Hậu Tư Dụ. Đây rồi quý vị, như vậy là cái có con đường để dẫn tới hai cái trụ biểu. Như vậy lúc này thì review là chúng ta đi nhầm hướng. Đúng ra là chúng ta phải đi cái hướng này để có thể đi tới hai cái trụ biểu đây. Chắc là sẽ bỏ xe ở đây.
Ở đây quý vị thấy có rất nhiều cái cây mâm xôi như thế này. Nhưng mà có gai rất là nhọn quý vị. Gai này chỉ cần chích vào gai là coi như là rách áo rách quần hết. Như như là chúng ta có một cái lối đi ở phía bên kia, nhưng mà Huế review thấy thì ở đây chúng ta nên đi tắt cho nó gần luôn. À, Huế review phát hiện thấy đây có một cái, ở đây là có một cái cầu bắc qua đấy quý vị. Thì chúng ta sẽ đi qua cái cầu này để đi tới hai cái trụ biểu. Hai cái trụ biểu thì nó nằm bên kia rồi quý vị. Có thể nói thì hai cái trụ biểu nằm nó khá xa cái lăng. Đấy. Mà đường đi qua đây quý vị thấy cái cầu dừa này rất là nguy hiểm. Bây giờ thì Huế review cũng sẽ đi qua cái cầu dừa này luôn. Wow. Nguy hiểm quá. Ở đây có cái tay vịn nè quý vị. Rất thích hợp cho những cái quý vị mà thích khám phá. Đây quý vị thấy ở dưới có một cái đường mương này. Và cái đường mương này thì nước cũng rất là trong. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia. Đây. Đây, hai cái trụ biểu nằm bên kia quý vị. Bây giờ cỏ nó mọc ấm úng tùm luôn. Và dường như chúng ta không biết cái phương hướng nào để đi. Đây cỏ nó mọc rất là cao. Wow. Như trong kia thì cỏ nó mọc sâu rồi quý vị. Để review đang tìm cái đường nào để đi. Đây rất là nguy hiểm bởi vì sợ là sợ có rắn rít theo cái đường này này. Mà không biết bên kia thì chúng ta qua có được hay không. Bây giờ sẽ đi theo cái hướng bên này. Như là không có hướng đi qua quý vị. Chỉ có là bước đi qua cái đống cỏ này mà thôi. Như theo thời gian thì ở đây cây cối nó mọc tùm quá rồi. Cỏ nó lên rất là cao. Đây bên này hai cái trụ biểu đây. Bây giờ sẽ đi qua luôn. Đây quý vị thấy cỏ nó lấy rất là dài. Ô, có đi qua đây được quý vị. Ở đây thì cũng được ở trong kéo này. Đây, và chúng ta đã đến được hai cái trụ biểu. Quý vị thấy thì xung quanh ở đây thì cũng trong mỹ á. Với là các cái loài rừng cây kéo. Nhìn cũng rất là cao đó đấy. Bây giờ sẽ tới quan sát hai cái trụ biểu. Đây. Wow. Rất là to thôi quý vị. Đúng là rất là cổ đây quý vị. Wow. Được xây bằng gạch. Và quý vị thấy thì gạch bây giờ nó cũng đã xuống cấp này. Nó bể ra hết rồi. Đấy. Một cái chân trụ nó rất là to luôn. Chắc có lẽ thì Huế review sẽ quan sát một cái chân thôi. Còn cái trụ bên kia thì nó cũng tương tự. Đó. Nhìn rất là cao. Nếu như đi một mình mà cái cảm giác đi một mình mà đến những nơi như thế này thì phải nói thật là khá là sợ. Do đó là nếu như mà quý vị có muốn đi khám phá những cái ngôi lăng mộ cổ như thế này thì Huế review khuyên mọi người lên đi từ 3 người trở lên. Đấy. Ở đây thì cả cái kết cấu bây giờ nó cũng rơi rạc ra rồi. Cái vết
đây quý vị này, phải nó rơi ra và nó rớt xuống phía dưới đây, nhìn như là vôi thôi quý vị. Đây, cả cái kết cấu bây giờ nó rạ rạ dần rồi, và cả cái quý vị thấy cái lớp tô phía ngoài bây giờ nó cũng đã bóng tróc. Đứng giữa thời gian mà mưa gió như thế này nữa thì không bóng tróc mới lạ. Đây, một cái trụ biểu cao sừng sững. Đứng ở đây thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn phía cái trên đầu, và chỉ vì thấy là có một cái nụ hoa sen nằm ở phía đầu trên đầu đấy. Huế review đoạn thì cái này cũng phải trên 20 mét thôi quý vị. Còn không biết là quý vị thì đoạn được bao nhiêu mét? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đây, rất là cao luôn. Nhìn cao kinh khủng. Chúng ta sẽ ra xa để chúng ta sẽ quan sát xem thử cái phía trên đâu nó là cái gì. À, bên này là phía trên đâu nên nó không còn hình hài rõ nữa. Nó bị bóng tróc rồi, nó bị rớt xuống rồi. Nói chung là rất là hoang vu luôn. Một cái ngôi lăng mộ của một cái ba hoàng, nhưng mà lại nằm héo hụt ở trong cái phía rừng sâu thẳm như thế này, một cái phía mà gọi là cái cổ gì hiếu hắc điều hiếu như thế này. Đấy, rất ít người biết tới luôn, và cùng rất ít người đến tham quan. À, sau này mà nếu như có cơ hội thì chắc cũng phải trùng tu. Cũng hy vọng là trung tâm bảo tồn di tích cổ đô là sẽ trùng tu lại và sẽ quy hoạch lại để có thể tham quan được những cái ngôi lăng mộ quý giá như thế này thưa quý vị. Tồn tại hơn 100 năm rồi. Đây, ở đây thì quý vị thấy rõ hai cái trụ biểu hơn. Thì cái phía bên này thì quý vị thấy trên đầu nó cũng mọc cây cối rất là nhiều. Đó. Còn cái cột bên kia thì cái phía trên đầu là nó bị hư hại rồi. Và nó không còn giữ cái hình hài như ngày xưa nữa. Cái này là bị hủy hoại theo thời gian. Do đó là muốn trùng tu mấy cái di tích như thế này là cũng rất là khó khăn đấy quý vị. Và phía bên trong kia chính là cái ngôi lăng mộ của Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu Hồ Thị Hoa. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng khám phá cái ngôi lăng mộ ấy, và Huế Review cũng sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan tới người phụ nữ này. Một người phụ nữ quyền lực của triều Nguyễn nhưng mà lại rất là hẩm hiu trong cái số phận của mình. Bà mất rất là sớm và để lại cho hậu thế bao nhiêu là tiếc nuối. Ở đây thì có con đường đi qua luôn vậy này. Thì nếu như vậy là chúng ta có thể đi qua con đường này. Đây, mời quý vị chúng ta nhìn lại hai cái trụ biểu. Như vậy thì ở đây quý vị nếu như đi thì chúng ta sẽ đi từ cái địa điểm mà vị trí mà Huế Review đứng từ đâu đó đi tới đây cũng được này. Không cần phải léo qua bên cái cầu kia để mà chúng ta lùi vào cỏ, nó rất là nguy hiểm. Bởi vì rắn rít đóng đó nó chúng ta không biết được. Còn bên này thì cái đường ở đây là đường đất, nó lô ra hết, do đó là cũng có thể là đi thoải mái hơn. Và tới đây chúng ta có thể nhìn được hai cái trụ biểu này. Đấy. Đây quý vị thấy là ở đây cũng có một cái khe và cũng được lọc đá để chúng ta đi qua được. Wow. Đấy, rất là đơn giản. Hơn là chúng ta việc là chúng ta đi lùi qua cái cầu lúc này. Ok, cái này hợp lý đấy quý vị. Đi như thế này là hợp lý hơn. Và phía trong kia là ngôi lăng mộ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong ngôi lăng mộ. Tuy nhiên thì trong một cái diễn đàn về lịch sử của Huế thì cũng có một cái khán giả là anh Nguyễn Phong, là anh đề cập đến cái vấn đề là sau hai cái trụ biểu thì sẽ có cái hồ Bản Nguyệt. Và anh phát hiện ra là ở đây nó cũng có những cái ta ly đá. Thì ở đây Huế Review cũng
luôn tiền cũng muốn khám phá xem thử nó có cái ta lý đá hay không. Và quý vị thấy ở đây thì phá Huế Review phát hiện nó có những cái ta lý đá như thế này được lót đá phía dưới, thì có thể rằng ở đây nó đã bị lấp bởi những cái đất canh tác như thế này. Còn lại trước kia ở đây chính là một cái bờ vách của cái hồ Bản Nguyệt. Đây quý vị thấy nó chạy giống như cái đường hồ Bản Nguyệt không? Thì ở đây chúng ta cũng có thể khẳng định rằng là sau hai cái trụ biểu thì sẽ là cái hồ Bản Nguyệt, nó mang cái yếu tố minh đường thủy tụ cho cái ngôi lăng mộ này. Một cái lý giải cũng khá là hợp lý thôi quý vị. Còn không biết quý vị có nghĩ giống như Huế Review hay không? Đấy, nhưng mà rõ ràng thì đây chính là những cái lớp đá mà được xếp lên giống như là một cái hồ, một cái yếu tố thủy tụ. Và nó, quý vị thấy nó chạy qua để bên kia thì nó có một cái, đấy, nó có một cái nhánh rẽ ra bên ngoài. Thì cái mương đó chắc có lẽ là người dân ở đấy đào để cho nó lấy nước, hoặc cũng có thể là cái đường mương này nó có từ trước để nó dẫn nước từ ngoài vào hồ. Đấy. Và quý vị thấy thì ở đây nước nó có quanh năm. Bây giờ mùa hè mà có nước như thế chứng tỏ là mùa là ở đây là nước quanh năm thôi quý vị. Đấy. Quý vị thấy cái bờ nó tới đây luôn này. Đấy. Đó. Thì qua đây thì cũng muốn ủng hộ cái suy nghĩ của anh Phong là về cái vấn đề là ở đây có một khu bản nguyên. Và cái khuôn viên này có lẽ là bà con lấy đất để dập lại để cánh tác cái khu vực này. Đấy. Tuy nhiên cũng trưa lại một ít nước để dẫn nước vào và tưới tiêu cho cây. Và bây giờ chúng ta thấy là bên trong kia là cái ngôi lăng mộ rồi. Thì mời quý vị cùng Huế Review chúng ta tiến vào cái khu lăng mộ để khám phá nha quý vị. Xin mời quý vị. Đây thưa quý vị, thì nếu như mà lúc này chúng ta đi xuống cái hướng phía xóm này thì ở đây nó có một cái ngã rẽ nhỏ để đi vào lăng. Có cái khúc phía dưới kia thì dường như là đã bị cả cái khu vực ruộng cái cối nó ống tung quá rồi, đó là không thể vào cái khu vực lăng được. Do đó là Huế Review sẽ đi theo cái lối này để đi vào lăng. Đây và chính là cái khu lăng mộ của Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu đấy quý vị. Wow. Đây chúng ta đến nơi rồi. Vâng, kính thưa quý vị, thì như vậy bây giờ là Huế Review đã có mặt ở tại cái ngôi lăng mộ của Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu Hồ Thị Hoa rồi thưa quý vị. Thì cũng giới thiệu sơ qua cho quý vị, đó là ngôi lăng mộ của Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu Hồ Thị Hoa chính là ngôi lăng mộ của vợ vua Minh Mạng và là mẹ của vua Thiệu Trì thưa quý vị. Thì bà Hồ Thị Hoa được sinh năm 1791 và mất năm 1807, quê ở Bình An, tỉnh Biên Hòa. Thì không biết cái tỉnh Biên Hòa ngày xưa thì có phải là bây giờ là Đồng Nai hay không, nhưng mà trong cái tư liệu lịch sử thì Huế Review thấy là việc là được sinh ra ở tỉnh Biên Hòa. Đấy. Và cha của bà cũng là một cái đại thân ở trong triều đình. Theo như sử sách thì năm 1806, tức là năm Gia Long thứ năm, năm 1806, trong một cuộc tuyển chọn phi tần cho Hoàng Tử Đạm, bà được vua Gia Long và Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu để ý và đã tuyển chọn vào để làm chính thức cho Hoàng Tử Đạm. Lúc đó thì Hoàng Tử Đạm vẫn chưa lên ngôi vị Hoàng Thái Tử thưa quý vị. Và một năm sau, tức là năm 1807, thì bà đã hạ sinh Thái Tử Nguyễn Phúc Miên Tông, tức là vua Thiệu Trì sau này. Tuy nhiên, một cái điều mà Huế Review sẽ chia sẻ cho quý vị về sau là một cái câu chuyện cảm động về cái một nghĩa cử cao đẹp trong tình cảm vợ chồng và tình cảm mẹ con đối với giữa vua Minh Mạng với bà Hồ Thị Hoa và giữa vua Thiệu Trì đối với bà Hồ Thị Hoa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu xem được cái kiến trúc
bên trong cái khu lăng mộ này sẽ như thế nào thưa quý vị? Xin mời quý vị. Vâng, và như quý vị thấy thì cái khu vực đằng kia chính là hai cái trụ biểu mà lúc này Huế Review đã quay cho quý vị xem. Và trước kia thì Huế Review cũng phát hiện thấy có một cái dãy đá được xếp tầng. Thì không biết rằng nó có phải là một cái phần thuộc cái hồ Bá Nguyệt ở phía trước để làm yếu tố minh đường thủy tụ cho cái này, cho cái lăng này hay không. Nhưng mà theo như các cái tư liệu lịch sử mà Huế Review tìm hiểu thì ở đây trước kia nó cũng có một cái hồ Bá Nguyệt theo cái kiểu kiến trúc giống như lăng của Tư Dụ Hoàng Thái Hậu, tức là Sướng Thọ Lăng, một cái lăng mà được vua Từ Đức xây cho mẹ mình đấy. Và như quý vị thấy thì trước phía trước là có một cây cổ thụ nhìn rất là lớn đấy, cây xanh đó quý vị. Và ở đây cũng được thờ cúng rất là nhiều đấy. Và có lẽ thì cái yếu tố tâm linh thì nó cũng xuất hiện nhiều ở khu vực này đấy, một cái cây rất là lớn. Và đó là cái bảng chỉ dẫn về cái khu di tích lăng Hiếu Đông. Thì đây chính là cái khuôn viên mà cái lăng Hiếu Đông, tức là lăng của Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu thưa quý vị. Ở đây có một cái điều đặc biệt trong cái lối kiến trúc của lăng Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu, đó chính là lăng của Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu nó thuộc theo cái mô típ của các cái chùa nguyện lúc trước, tức là các cái chùa từ chùa Tím Nguyễn Hoa cho tới chùa Nguyễn Phúc Khoác, vân vân. Thì các cái mô típ này nó được xây dựng theo cái mô típ đó. Ở đây thì chú ý vì thấy có ba cái bậc cấp và ba cái lối đi lên. Đấy. Bên này là một lối, bên này một lối và bên kia một lối. Thì ở đây có hai lối phụ và một lối chính. Thì chúng ta sẽ đi lên được ba cái bậc cấp thưa quý vị. 1 2 3. Đấy. Và mỗi bậc cấp nó đều được lát gạch và đá nhìn rất là công phu. Và quý vị thấy thì cái mức độ xuống cấp của khu lăng mộ này thì bây giờ cũng đang rất chi là đáng báo động rồi. Đấy. Các cái vữa vôi bây giờ nó bong tróc hết rồi. Các cái bức tường thì được phủ rêu phong. Và coi như thì ai quý vị thấy kỹ. Các cái lớp rêu phong này nó bám rất là sát. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta cần phải thấy kỹ là một cái bức tường ở đây, quý vị thấy có khả năng là nó sẽ sập. Chính vì vậy mà bên này cũng đã được trang trọng rất là kỹ lưỡng ấy. Một cái báo động rất là lớn cho cái di tích này. Bởi vì quý vị thấy là cái mạng tường này như nó muốn tách ra đó đấy. Và nếu như mà không có trùng tu thì chắc có lẽ là sẽ rất là nguy hiểm nếu như mà có du khách đến đây tham quan. Đấy. Ở đây thì là cái bộ thân ngoài. Và quý vị thấy thì bộ thân ngoài cái lăng mộ này cũng khá là lớn. Lát Huế Review cũng sẽ để cho quý vị xem những hình ảnh phía trên cao cái ngôi lăng mộ này, xem cái mức độ của nó, cấu tạo của nó là một cách tổng quát tổng thể nó như thế nào. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái chi tiết một. Và ở đây thì có một cái cổng bộ thân. Đấy, và phía trên kia quý vị thấy có ba chữ vàng. Thì ba chữ vàng này là Hiếu Đông Lăng. Và ở trên thì nó có được có một cái hình mặt trăng này ở giữa rất là tròn. Đó. Và cái kiến trúc này thì Huế Review lần đầu tiên cũng phát hiện thấy, nhìn rất là đẹp luôn. Và quý vị thấy này, ở đây các cái trụ biểu cũng được xây bằng đá rất là chắc chắn. Đá này thì nhiều như Huế Review đoán không lầm là đá Thanh Hóa. Tuy nhiên thì bây giờ quý vị thấy là cái khu vực này thì cũng được khóa cửa rồi, không có cho vào bên trong rồi. Nhưng mà chúng ta quan sát phía bên ngoài thì đấy, quý vị thấy sau cái cổng là sẽ là một cái bình phong, một cái bức bình phong đấy. Và đặc biệt thì quý vị có thể nhìn thấy rất là kỹ ở đây, cái điều đặc biệt của cái kiến trúc bình phong ở đây á, là cái mặt là như là không có cái hòa tiết gì, nhưng mà được trang trí ở những cái viên xung quanh cái bức bình phong. Thì ở đây á, thường quý vị thấy là đối với những cái bà hoàng ở hoàng cung thì các cái chi tiết được trang trí chủ yếu là phượng hoàng. Nhưng ở đây có một cái điều đặc biệt, đó chính là các cái hòa tiết được trang trí là rồng năm móng. Một cái hòa tiết mà chỉ có trang trí ở những cái lăng của vua chúa mà thôi.
Đấy, tuy nhiên thì ở đây một cái điều mà vua Thiệu Trị muốn dành đặc ân cho mẹ mình đó là trang trí những cái con rồng năm móng, và phía bên trong kia thì Huế Review thiết nghĩ nó cũng sẽ có những cái hình rồng năm móng như vậy. Hôm nay thì Huế Review không liên lạc được với cái người mà cắm giữ cái khu lăng mộ này, bởi vì bên này là trung tâm di tích cổ đô Huế, là hiện tại đang quản lý cái khu lăng mộ. Và quý vị thấy thì trước kia là cái cửa này nó bị xuống cấp, nhưng mà bây giờ cũng đã được thay thế, có chốt là then cài lại rồi. Còn trước kia thì quý vị cũng có thể đi vào được. Đấy. Và nói qua ở phía bên ngoài một chút xíu, là ngoài những cái điều mà cái khu kiến trúc lăng mộ này đặc biệt này nó có được, thì quý vị thấy này, mức độ xuống cấp của nó rất là cao. Và cái bộ thành, cái bức tường thành thì nhìn cũng rất là cao, thì chúng ta không khó có thể leo vào. Đấy. Nếu như mà nó thấp như bên cái lăng của Hoàng tử Đạm thì chúng ta có thể thấy mọi thứ. Nhưng mà rõ ràng thì trước kia đối với những cái kiến trúc mà của các cái bà hoàng, rồi các cái ông chúa, rồi các cái ông vua mà của triều Nguyễn á, thì các cái bộ thành này đa số là những cái bộ thành rất là cao. Đấy. Và quý vị thấy thì các cái hoa tiết bây giờ nó có bị bóng tróc. Đấy. Gạch nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nếu như không cẩn thận là coi như là rất là nguy hiểm. Đấy, nhìn là sơ bộ như vậy thì nó cũng rất là đẹp. Còn lạc thì Huế Review cũng sẽ bay flycam để quay cái bên trong là như thế nào, bởi vì không có liên lạc được với người giữ cái khu lăng mộ này. Tuy nhiên thì Huế Review cũng đoán chắc rằng là cũng 6 bước bình phong thì sẽ đến cái bộ thành nội, và sau bộ thành nội thì sẽ là cái án thờ của bà Hồ Thị Hoa, rồi sau đó là sẽ là cái lăng mộ, và sẽ có một cái bức bình phong hầu ở phía sau. Như vậy là sẽ có hai bức bình phong hầu, bức bình phong hầu của bộ thành ngoài và bức bình phong hầu của bộ thành trong. À. Tuy nhiên thì ở đấy là Huế Review tuy là có mang nhang đi theo nhưng mà không có vào bên trong được, do đó là Huế Review cũng sẽ thắp hương ở phía ngoài này luôn. Đấy, ở phía ngoài này để tưởng nhớ tới người phụ nữ này, người để tưởng nhớ tới cái bà hoàng này. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng thắp một nén nhang. Ở đây thì Huế Review cũng lưu ý với quý vị là quý vị có thể thấy có một cái khu lăng mộ nhỏ, một cái ngôi lăng mộ nhỏ ở phía bên này này. Đấy. Một cái ngôi lăng mộ nằm ở phía bên tay trái, nhìn từ trong ra ngoài của khu lăng mộ thì chúng ta có một cái bia mộ và một cái ngôi mộ của người này, thì được gọi là vũ nuôi. Đấy. Vũ nuôi của vua Thiệu Trị, và vua đã ứng sủng cho được chôn cùng với mẹ của mình. À. Và rõ ràng thì nằm mô tí nhỏ nhưng mà nó chất chứa bên trong nó rất là nhiều những cái tình cảm mà vua Thiệu Trị dành cho bà vũ này. Và đặc biệt thì quý vị thấy ở đây có nhiều chân hương, thì chứng tỏ là cũng có rất nhiều người đến đây để mà thắp nhang hướng khỏi cho người vũ núi này. Chắc có lẽ là không có vào bên trong lăng được, do đó là cũng sẽ thắp hương để ở đây luôn. Và cái kiến trúc ở đây thì review thấy quen quen. Nó ở đây là quý vị thấy là có một cái bức bình phong ở phía sau này. Nhưng mà bây giờ cái bức bình phong này nó xuống cấp rồi. Đấy. Và đá bây giờ nó cũng được nó cũng bị rơi ra rồi. Nhìn nó có vẻ nó bị bóng tróc rất là nhiều. Đấy, và không biết là có hòa tiện gì không, nhưng mà rõ ràng thì cái nấm mô được xây rất là chắc chắn và nhìn rất là đẹp. Đấy quý vị. Đó. Thường thì những cái người hầu cần ngày xưa mà được ứng sủng như thế này thì rất là hiếm. Và có lẽ là người vũ núi này là cái người mà được ứng sủng nhiều nhất, duy nhất ở trong triều Nguyễn và được như thế này đây. Đấy. Và cũng giống như lúc nãy Huế Review chia sẻ thì đây cũng là cái ngôi lăng mộ mà duy nhất của triều Nguyễn có hoa tiết là rồng năm móng được trang trí trong khu lăng mộ. Bà cũng là bà hoàng duy nhất của triều Nguyễn. Đấy. Và được
nhiều cái ấn huệ và nhiều cái ấn huệ của vua Gia Long cũng như là Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, rồi cũng rất là được bà con người dân của xứ An Nam ngày xưa rất là thương yêu. Và có một cái bí mật nằm trong cái ngôi lăng, một bí mật đằng sau ngôi lăng mộ này, đó là bí mật mà sau khi bà Hồ Thị Hóa mất đã có một cái tục là kỳ hủy. Khi mà vua Minh Mạng không cho gọi, không cho người dân gọi tên hủy của bà, là không gọi cho tên hoa, thì câu chuyện này Huế Review lát nữa sẽ chia sẻ. Huế Review lát nữa sẽ chia sẻ. Tuy nhiên thì bây giờ thì chúng ta sẽ thắp một cái nén nha, trước khi mà tiếp tục có chuyện nha quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bay lên, flycam lên cao để xem thử bên trong cái ngôi lăng mộ nó có đúng như lúc này Huế Review dự đoán hay không. Và bây giờ chúng ta thấy thì sau khi lên trên cao thì nhìn vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy sau cái bức bình phong thì đã đến cái bộ thân trong rồi thưa quý vị. Và sau cái bộ thân trong đó chính là cái nơi chôn cất bà Hồ Thị Hoa, tức là Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu. Như vậy thì sẽ không có một cái bức bình phong nữa ở phía sau cái bộ thân nội. Tuy nhiên thì quý vị có thể quan sát thấy đó là ở phía bức bình phong hậu thì có hai bức bình phong hậu, một bức bình phong hậu ở bên bộ thân trong và một bức bình phong hậu ở bên bộ thân ngoài. Tuy nhiên thì các cái bức bình phong nó được không được trang trí các cái họa tiết, nó đều không được trang trí các cái họa tiết ở giữa thưa quý vị. Nhưng mà những cái họa tiết ở các cái đường viền của bình phong thì quý vị thấy là ở đây nó sẽ được trang trí bằng các cái con rồng năm móng tượng trưng cho cả cái bậc vua chúa mà thôi. Tuy nhiên thì bà Hồ Thị Hoa là một người rất là đặc biệt và được vua Thiệu Trị rất là ưu ái và đưa ra những cái đặc ân cho mẹ mình là có những cái họa tiết trang trí rồng năm móng trong hoàng gia, trong dòng tộc của vua chúa. Đấy. Ở đây Huế Review muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện liên quan giữa tình cảm tuyệt vời giữa vợ chồng vua Minh Mạng và sự hiểu nghĩa của vua Thiệu Trị đối với người mẹ của mình, đó là bà Hồ Thị Hoa, Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu. Thì như lúc đầu video Huế Review cũng đã giới thiệu cho quý vị, thì Tả Thiên Nhân Hoàng Hậu tên thật là Hồ Thị Hoa, bà sinh năm 1791 và mất năm 1807. Thì ở đây chúng ta nói đến cái sự hậm hiếu của bà. Trong cái cuộc sống, trong cuộc đời của bà ở đấy á, là chúng ta muốn, là Huế Review muốn nói đến là một cái bà hoàng nhưng mà ra đi rất là khi còn rất là trẻ. Năm 1806 lúc đó bà mới 16 tuổi đã được vua Gia Long và Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu tuyển vào trong cung để hầu hạ cho Hoàng tử Đạm, tức là Hoàng tử Nguyễn Phúc Đạm lúc đó cũng chưa được là vua Gia Long phong cho chức vị thái tử. Thì như video trước Huế Review cũng đã chia sẻ cho quý vị về cái khu lăng mộ của Hoàng tử Đạm. Thì nếu như quý vị nào chưa xem thì quý vị cũng có thể lướt phía xuống phía dưới để xem cái ngôi lăng mộ của Hoàng tử Đạm, để chúng ta biết được một cái bí sự về cái quá trình lên ngôi của vua Minh Mạng. Và sau khi mà được đưa vào cung hầu hạ cho Hoàng tử Đạm thì bà tỏ ra là một người rất là trinh đoan, rất là hiền hậu, rất là hiền thục. Chính vì vậy mà rất là được vua Gia Long và Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu yêu thích, cũng như là rất là mến mộ cái đức hạnh của bà. Và tuy là bà là một người sinh ra ở trong Nam nhưng mà có những cái khí chất, cũng có những cái đức tính của một người con gái xứ Huế.
và điều đó làm cho vua Gia Long và Thuận Thiên Cao Hoàng hậu càng yêu mến bà hơn. Và ngay cả vua Minh Mạng thì cũng dành một cái tình cảm rất là đặc biệt cho bà. Ở Huế Review muốn chia sẻ cho quý vị hai cái câu chuyện. Đó là câu chuyện thứ nhất liên quan giữa vua Minh Mạng và bà Hồ Thị Hoa, cũng như là một cái câu chuyện về vua Thiệu Trị đối với mẹ mình. Cái lúc mà con hầu hạ cháu Hoàng Tử Đạm thì bà Hồ Thị Hoa cũng đã từng nói với Hoàng Tử Đạm rằng nếu như sau này ra đi mà có thể vàng bạc xung quanh thì có thể là nhắm mắt xuôi tai rất là thoải mái rồi. Và điều đó thì cũng đã được Hoàng Tử Đạm, lúc mà bà Hồ Thị Hoa ra đi thì Hoàng Tử Đạm cũng đã đặt một cái thỏi vàng trên tay của bà và nói rằng Khánh đã từng chia sẻ với ta như vậy thì bây giờ ta cũng muốn cho Khánh tỏa ước nguyện. Và đó được xem như là một cái điều lãng mạn nhất của vua Minh Mạng đối với các cái vị hôn phu của mình. Bởi vì như quý vị biết thì vua Minh Mạng có rất là nhiều vợ và ông là một cái người rất là lãng mạn cũng như là rất là tâm lý đối với phụ nữ. Chính vì vậy mà cũng rất được nhiều phụ nữ yêu mến. Và người dân Huế chính vì vậy cũng đã càng yêu mến bà Hồ Thị Hoa hơn. Điều này nó dẫn đến một cái tục gọi là tục kỳ Huế. Sau này thì bà con xứ Huế chúng ta là đã không những là kỳ Huế, nói chung là kỳ những cái Huế mà liên quan tới tên của bà, thậm chí là những cái tên khác cũng mà kỳ Huế. Ở đây là cụ thể là sau khi vua Minh Mạng lên ngôi cũng đã ra lệnh nói rằng và những cái tên của các cái địa danh hay là những cái các cái vật dụng vân vân nó có chữ Hoa thì sẽ bị cấm và sẽ đổi thành tên khác, tức là kỳ cái Huế tên Hoa của bà, như là Thanh Hoa thì đổi thành là Thanh Hoa, rồi Đống Hoa thì trở thành là Đống Ba đấy. Thậm chí là một cái vở kịch rất là nổi tiếng cũng phải đổi tên để tránh đi cái tên Huế của bà. Thì đó là một cái tình cảm rất lớn giữa vợ và chồng vua Minh Mạng dành cho bà. Và vua cũng đã xây dựng một cái ngôi mộ để tưởng niệm tới người vợ quá cố của mình. Tuy nhiên thì cái ngôi mộ đó lúc đầu xây rất là đơn sơ, nhưng mà đến năm 1841, sau khi mà Hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Tông lên ngôi và lấy niên hiệu là Thiệu Trị, thì đã phóng cho bà Hồ Thị Hoa là Tả Thiên Nhân Hoàng hậu và tu sửa cũng như xây dựng lại một cái khu lăng mộ kháng trang mà như bây giờ quý vị thấy ở phía đằng kia đó. Một cái khu lăng mộ nhìn rất là đẹp và có giá trị lịch sử cũng như là về mặt kiến trúc cũng rất là lớn. Và đặc biệt thì vua Thiệu Trị cũng đã ưu ái cho người mẹ của mình bằng việc là trang trí các cái họa tiết rồng nắm móng ở phía trong khu mộ để xem rằng bà là có cái ý nghĩa rất là lớn trong cuộc đời của vua Thiệu Trị. Và đó cũng là một cái điều mà phản ánh được sự hiếu thảo, đức hiếu sinh của một người con đối với một người mẹ. Đặc biệt hơn nữa, đó là vua Thiệu Trị dù là công việc triều chính rất là bận rộn nhưng mà cũng không quên bỏ cái thời gian của mình để mà xây dựng cái ngôi lăng mộ của người mẹ của mình nó to lớn và bề thế như bây giờ quý vị được chiêm ngưỡng. Tuy nhiên thì rất tiếc là hôm nay là Huế Review không có thể vào bên trong được, nhưng mà quý vị cũng có thể nhìn thấy những cái hình ảnh trên cao và chúng ta nhận thấy rằng cái khu lăng mộ của bà cũng được thiết kế tuy là đơn giản nhưng mà nó cũng thể hiện được khí chất của hoàng gia. Và điều đó là càng tốn thêm cái sự hiểu, càng nâng thêm một cái sự hiểu thảo của vua Thiệu Trị đối với bà Hồ Thị Hoa, thưa quý vị. Và đặc biệt thì ở đây như quý vị thấy thì có một cái ngôi lăng mộ mà lúc này Huế Review cũng đã chia sẻ, đó là ngôi lăng mộ của người vú nuôi vua Thiệu Trị. Khi sau khi mà mẹ mình ra đi chỉ sau 13 ngày mình được sinh ra thì vua Thiệu Trị được nuôi nấng bởi người vú nuôi này, và ông cũng đã đặt ân sủng đặt cách để chôn người vú nuôi này bên cạnh khu lăng mộ của mẹ mình. Và đó cũng là một cái điều thể hiện cái đức hiếu thảo của vua Thiệu Trị nhớ ơn đến cống dưỡng dục sinh thành của người vú nuôi khi mà nuôi lớn mình và xem vú nuôi cũng như là người mẹ của mình. Và có thể nói rằng cái câu chuyện này nó nói lên được một cái điều vua Thiệu Trị là một cái ông vua rất là hiếu thảo. Đấy. Tuy chúng ta không có, tuy nói rằng cái bậc quân vương thì có rất nhiều cái nỗi khổ,
Nhưng mà ngày xưa thì cái sự hiếu thảo mà đặt cái sự hiếu thảo là đặt lên hàng đầu. Bởi vì như quý vị đã biết thì chế độ quân chủ là cái chế độ mà cha truyền con nối, và việc mà con cháu có hiếu với cha mẹ, ông bà tổ tiên thì đó là một cái điều hết sức là đáng quý. Và vua Thiệu Trị là một cái người như vậy đấy quý vị. Và nói đến bà Hồ Thị Hoa thì chúng ta không quên tiếc thương cho một cái người phụ nữ, là một người mẹ đấy, sinh con ra sau 13 ngày đã sau 13 ngày thì đã ra đi, và bà không được hưởng bất cứ một cái sự vui vẻ hay là một cái điều tốt đẹp nào đối với một cái bà hoàng mà cho dù rằng sau này con mình lên làm vua. Đấy, và đó là một cái điều đáng tiếc nhất của một người phụ nữ mà khi mà không có được hưởng những cái quyền lợi đó. Và cũng rất là thú vị khi mà Huế Review cũng muốn chia sẻ cái ngôi lăng mộ này cho quý vị xem, một cái ngôi lăng mộ có ý nghĩa rất là về giá trị lịch sử, văn hóa cũng như là kiến trúc, và đặc biệt thì cái câu chuyện bên trong nó cũng thể hiện được rằng bà là một cái người phụ nữ duy nhất của triều Nguyễn được vua Gia Long cũng như là Thuần Khiết của hoàng hậu, từ cha mẹ chồng cho đến chồng và đến con rất là yêu mến. Và đó là một cái điều có thể nói là mong ước của bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam khi mà được con mình, được chồng mình và được cha mẹ chồng yêu mến như vậy. Và Huế Review cũng hy vọng rằng khi quý vị chúng ta xem được video này và biết được về một cái câu chuyện đầy cảm động về tình nghĩa vợ chồng cũng như là đức hiếu sinh của một người con đối với người mẹ như vua Thiệu Trị đối với bà Hồ Thị Hoa, thì mong quý vị chúng ta đến đây khi mà chúng ta tham quan khuôn viên khu lăng tẩm của vua Thiệu Trị, thì sau đó sẽ tham quan cái khu lăng mộ của bà Từ Dụ, và đến đây lăng hiếu đông này để có thể thắp cho bà Hồ Thị Hoa một cái nén nhang để cảm kích về một cái người phụ nữ mà có số phận hết sức là ngắn ngủi, vào cung chỉ được một năm và 13 ngày sau khi mà bị một cái căn bệnh liên quan tới hầu sinh sản thì bà đã ra đi, và để lại cho vua Minh Mạng cũng như vua Gia Long và Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu và sau này là vua Thiệu Trị một cái sự tiếc nuối, một cái sự tiếc thương vô bờ bến. Đó. Và chắc có lẽ thì đến đây Huế Review cũng xin kết thúc video và kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay về một cái ngôi lăng mộ gọi là mùa lăng mộ cổ ẩn sâu trong một cái khu vực cũng khá là hiếu quạnh, chia sẻ về một cái câu chuyện rất là hay, rất là cảm động về cái tình nghĩa vợ chồng và tình nghĩa mẹ con, một cái lòng hiếu thảo hết sức là tuyệt vời của vua Thiệu Trị đối với mẹ của mình. Và nếu như quý vị thấy video này hay và ý nghĩa thì cũng mong quý vị like, chia sẻ cũng như là có thể biết thêm những cái chi tiết nào hấp dẫn hơn, hay hơn về cái ngôi lăng mộ này, thì quý vị cũng có thể chia sẻ phía dưới video bằng những cái comment về cái suy nghĩ của mình, để cho chúng ta biết được nhiều hơn về cái ngôi lăng mộ này và sẽ có nhiều người biết đến hơn nữa để có thể đến đây thắp cho bà một cái nén hương. Sắp tới khi mà cái ngôi lăng mộ này mở cửa trở lại thì Huế Review cũng sẽ đến đây quay một lần nữa những cái chi tiết bên trong, kiến trúc bên trong, để chứng thực cái vấn đề là có con rồng nắm móng được trang trí các cái họa tiết bên trong lăng để cho quý vị xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.